Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ Tư ngày 6 tháng 5 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 34. Đảng bộ quân sự thị xã Mỹ Hào thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Thu hoạch nhãn sớm ở thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động cho giá trị kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 34. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại biểu các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trình bày tờ trình về dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến gồm 339 đại biểu. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Dự kiến giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo về chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, đô thị, giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo về chương trình phát triển giáo dục đào tạo, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng gợi mở một số vấn đề để các địa phương về tập trung chỉ đạo, đó là giải ngân vốn đầu tư, không để tình trạng nợ đọng sang nhiệm kỳ sau, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. Hiện nay, giá trị thu nhập bình quân trên đơn vị canh tác đạt trên 200 triệu đồng một hecta, nhiều diện tích đạt hàng tỷ đồng một hecta, thì trong thời gian tới phải tiếp tục tăng cao, tăng đồng đều hơn nữa giữa các địa phương, thu hút dự án giải phóng mặt bằng, đầu tư nâng cao trang thiết bị cho trung tâm tuyến huyện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, 5 năm qua, Hưng Yên đã đạt được những bước tiến vượt bậc từ đầu tư phát triển hạ tầng, thu hút vốn đầu tư, phát triển nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho đến hạ tầng giao thông, giáo dục đào tạo, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thành tựu này sẽ tạo tiền đề, tạo bước phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Yêu cầu các đại biểu không thỏa mãn với kết quả đã đạt được mà cần tiếp tục nhìn thẳng vào những việc chưa làm được, nguyên nhân do đâu và giải pháp đề ra cụ thể là gì trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã khái quát những điểm chính cốt lõi từng nội dung của hội nghị Ban chấp hành. Các nội dung được hội nghị thảo luận kỹ trên cơ sở đồng thuận nhất trí cao trong Ban chấp hành. Đồng chí yêu cầu các bộ phận liên quan tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu, đặc biệt là về những mặt hạn chế để khắc phục, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tỉnh ủy nhất trí với các nội dung đánh giá về ưu điểm, kết quả, các hạn chế và nguyên nhân, cũng như một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện chương trình đã được trình bày và thảo luận tại hội nghị ngày hôm nay. Tỉnh ủy khóa 18 chủ trương ngay sau hội nghị này ban hành văn bản đánh giá thực hiện các chương trình của tỉnh ủy thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Ban cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân tỉnh, các cấp ủy, chính quyền cùng toàn thể hệ thống chính trị trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại các báo cáo đánh giá sơ kết chương trình, nhất là các mục tiêu đến năm 2020, bảo đảm đạt
và vượt chỉ tiêu đã đề ra. Báo cáo sơ kết các chương trình ngày hôm nay là cơ sở quan trọng để tỉnh ủy khóa tới tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng các chương trình phù hợp để cụ thể hóa triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả thực hiện các chương trình đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và có ý kiến chỉ đạo tổng hợp đánh giá, đồng thời căn cứ vào thực tế xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội 19 đảng bộ tỉnh. Trong đó có những nội dung đến nay cần tiếp tục xem xét hoàn thiện, bảo đảm sát với diễn biến thực tế và tính khả thi trong giai đoạn mới, nhất là các nội dung lĩnh vực chịu tác động ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh COVID-19. Kính thưa toàn thể các đồng chí, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp trên phạm vi toàn cầu và dự báo có thể sẽ tiếp tục gây khó khăn tới tình hình đất nước trong quá trình phát triển kinh tế. Do vậy, tỉnh ủy chủ trương lãnh đạo chỉ đạo tiến hành đồng thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2020, đồng thời tiến hành đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn chặt với công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian không còn nhiều cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện, đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, trong khi phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo rất nhiều công việc quan trọng khác. Vì vậy, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh trân trọng đề nghị các đồng chí về dự hội nghị ngày hôm nay cùng toàn hệ thống chính trị chúng ta nêu cao quyết tâm chính trị, các cấp ủy, chính quyền, các cấp các ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng các doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và phòng dịch COVID-19 hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung xây dựng báo cáo chính trị có chất lượng, phương án nhân sự cấp ủy khóa mới, bảo đảm cơ cấu tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, tổ chức tốt kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều nay, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ 63 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh. Hội nghị triển khai các nội dung hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2020, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp, những điểm mới về quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ. Đây là những nội dung nhằm hoàn thiện hồ sơ cán bộ phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và theo dõi dự phòng chăm sóc sức khỏe điều trị bệnh, giúp đội ngũ cán bộ có sức khỏe tốt, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao. Thưa quý vị và các bạn, quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 5 năm qua, Đảng bộ quân sự thị xã Mỹ Hào đã lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đảng bộ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh, giữ vững danh hiệu đơn vị quyết thắng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quân sự thị xã Mỹ Hào đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng, huấn luyện và đảm bảo chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, từng bước kiện toàn xây dựng lực lượng này đảm bảo về số lượng và chất lượng. Ban chỉ huy quân sự thị xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã giao chỉ tiêu và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức tuyển chọn, kết nạp công dân vào lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm vững mạnh, rộng khắp. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ quân sự thị xã đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện theo cái quyết định phân bổ chỉ tiêu quân số huấn luyện của Ủy ban dân thị xã Mỹ Hào thì Ban chỉ huy quân sự phường Ninh Đức thì đã tiến hành tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban dân phường tổ chức là xây dựng lực lượng
chiếm từ 1,1 đến 1,2% dân số địa phương. Để củng cố mối quan hệ và thắt chặt tình đoàn kết quân dân, các cơ quan quân sự các cấp trên địa bàn thị xã còn làm tốt công tác dân vận, duy trì có hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự thị xã với các tổ chức trong hệ thống chính trị của thị xã về chính sách hậu phương quân đội và công tác dân vận đẩy mạnh thực hiện phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động lao động giúp dân giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Về thực hiện quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, thì chúng tôi làm rất là nhiều nội dung. Một là làm đường nông thôn, hai là xây dựng tu sửa nhà trẻ mẫu giáo, ba là góp ngày công để tu sửa nhà văn hóa của thôn với tổng trị giá là khoảng 3.000 ngày công. Trong nhiệm kỳ tới thì chúng tôi đặt ra cái mục tiêu là tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, khắc phục những tồn tại yếu kém, nâng cao cái chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm tổ chức lượng. Phát huy truyền thống thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, 5 năm qua Ban Chỉ huy quân sự thị xã Mỹ Hào đã kịp thời tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác diễn tập khu vực phòng thủ thị xã kết hợp diễn tập cụm xã phường chiến đấu được đơn vị triển khai hiệu quả, được tỉnh đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ mới, xác định trọng tâm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết dân chủ, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng bộ quân sự thị xã Mỹ Hào quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, giữ vững danh hiệu đơn vị quyết thắng, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xứng đáng là lực lượng vũ trang trên quê hương Mỹ Hào anh hùng. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020. Dự và tham gia hiến máu có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Để đảm bảo an toàn cho 320 cán bộ công chức người lao động đến hiến máu, ban tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang y tế, rửa tay bằng nước sát khuẩn, khai báo y tế, khám sàng lọc. Kết quả đã thu được 254 đơn vị máu. Thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện, giúp cán bộ công chức người lao động, đoàn viên công đoàn thấy được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, thể hiện nét đẹp truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua nhân ái, tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng năm 2020. Để kịp thời hỗ trợ người nghèo, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19, theo nghị quyết số 42 của Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo ngành Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện rà soát trên quan điểm công khai minh bạch đúng đối tượng, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Có 7 nhóm đối tượng được hưởng gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ, gồm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong đợt này. Đến nay, 10 trên 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức rà soát xong 4 nhóm đối tượng với tổng số gần 110.000 người. Trong đó, có trên 14.600 người nghèo, trên 27.600 người cận nghèo, gần 20.800 người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng, gần 46.000 người thuộc nhóm bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dự kiến các đối tượng này sẽ được tỉnh ký quyết định và chi hỗ trợ với tổng số tiền trên 130 tỷ đồng trong vài ngày tới. Với các đối tượng còn lại, các sở ngành địa phương đang tiếp tục rà soát để chi hỗ trợ đảm bảo chính xác, không nhầm lẫn, không bỏ sót đối tượng và tránh trục lợi chính sách. Ngân hàng Cổ phần Thương mại Công thương Việt Nam, Vietinbank vừa tổ chức chương trình Ngân hàng Gạo Nghĩa Tình dành cho những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn xã Nghĩa Trụ, huyện Phan Giang. Tại tỉnh Hưng Yên, chương trình dành 500 suất hỗ trợ, mỗi suất 5 kg gạo với tổng số 2,5 tấn.
đối tượng được nhận hỗ trợ là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân khu công nghiệp thiếu việc làm hoặc phải nghỉ việc vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, người lao động bị mất việc làm thuộc ngành nghề sản xuất các mặt hàng không thiết yếu phải ngừng sản xuất, kinh doanh, người lao động bị mất việc làm do cách ly xã hội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, công ty Facon Quatting Việt Nam thương hiệu Tatsu phối hợp với nhà phân phối đóng trên địa bàn đã tặng 200 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công ở xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Đồng Than và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, gồm mì tôm, khẩu trang và gạo. Mỗi hộ được nhận từ 5kg đến 20kg gạo, tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể. Đây là món quà thiết thực và ý nghĩa đối với các hộ dân, phần nào giảm bớt khó khăn để vượt qua dịch bệnh. Được biết, công ty Facon Quatting Việt Nam đã tặng quà cho các hộ nghèo ở nhiều tỉnh thành khác như Thái Bình, Phú Thọ và Hòa Bình. Tiếp theo là các thông tin về người dân thu hoạch nhãn sớm cho giá trị kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, nhờ kinh nghiệm thâm canh phòng bệnh hiệu quả và đặc biệt là kỹ thuật khoanh tiện đúng thời điểm, một số hộ trồng nhãn tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã có nhãn sớm thu hoạch. Xã Hồng Nam có gần 200 ha trồng nhãn, trong đó khoảng 100 ha trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhờ việc chăm sóc đúng kỹ thuật, nhạy bén trong nắm bắt sự thay đổi của thời tiết để xử lý thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, một số hộ dân đã có nhãn cho thu hoạch trà sớm trong những ngày đầu tháng 5. Được biết, để có trà nhãn sớm thì từ trung tuần tháng 8 âm lịch hàng năm, người trồng nhãn sẽ khoanh tiện ở thân cây và bón thêm phân bón hữu cơ như ngô, đỗ tương khi nhãn vào nước 1 và nước 2 để quả nhãn mọng nước có hương vị. Tỷ lệ đậu quả nhãn sớm đạt khoảng 80%. Trong một vườn nhãn, thường người dân cho 15% số cây ra quả sớm. Với mức giá bán hiện là 60.000 đồng kg, hầu hết nhãn sớm được xuất bán tại thị trường Hà Nội. Một số hộ đang thu hoạch nhãn sớm như gia đình ông Đặng Văn Xây, ông Bùi Xuân Sử. Hiện các nhà vườn tại Hồng Nam đang tiếp tục cải thiện kỹ thuật thâm canh để kéo dài vụ nhãn từ 5 đến 6 tháng trong năm mà không ảnh hưởng đến chất lượng của quả nhãn. Trong khi hầu hết các vườn nhãn quả vẫn còn non, thì gia đình ông Nguyễn Văn Tĩnh ở thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động thu hoạch nhãn sớm trước hơn 2 tháng so với nhãn chính vụ. Gia đình ông Tĩnh trồng nhãn đã hơn chục năm nay với tổng diện tích 1,2 mẫu. Nhờ học hỏi kinh nghiệm của các nhà vườn và từ thực tiễn chăm sóc, ông đã cho nhãn ra hoa đậu quả ở 3 thời điểm khác nhau, đó là nhãn sớm, nhãn chính vụ và nhãn muộn. Còn khoảng hơn 2 tháng nữa, nhãn mới bước vào chính vụ, nhưng tại vườn nhà ông Tĩnh, nhiều cây nhãn giống Hương Chi đã cho thu hoạch quả đẹp, vỏ mỏng và ngọt đậm. Theo ông Tĩnh, để cây nhãn ra hoa cách vụ, ông chăm bón cho cây phát triển cân đối, phòng trừ sâu bệnh kịp thời và chọn thời điểm khoanh tiện vỏ thân cây cành. Mỗi cây ông chỉ để khoảng 50kg để đảm bảo chất lượng quả. Hiện tại với giá bán buôn từ 50 đến 60.000 đồng một kg, ông thu trên 20 triệu đồng từ nhãn sớm. Nhờ làm chủ được thời gian ra hoa đậu quả nên 1,2 mẫu nhãn của gia đình ông mỗi vụ thu gần 200 triệu đồng. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi hơn 18 mẫu ruộng chiêm trũng, cây lúa kém hiệu quả sang nuôi ếch giống và thương phẩm, đã giúp gia đình anh Vũ Văn Quân ở thôn Đánh Xá, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi có doanh thu trên 2 tỷ đồng một năm. Năm 2015, gia đình anh Quân bắt đầu nuôi ếch Thái Lan với số lượng 200 cặp sinh sản. Đến nay, số lượng đã lên tới trên 1.000 cặp. Được biết, nếu cho ăn đầy đủ và phân đàn tốt, thì cứ 2 đến 2,5 tháng, ếch đủ tiêu chuẩn để xuất bán. Tính riêng năm 2019, anh Quân cung cấp ra thị trường khoảng 40 tấn ếch thương phẩm với giá bán từ 35 đến 40.000 đồng một kg. Không chỉ vươn lên làm giàu, anh Quân còn chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp con giống với giá ưu đãi cho nhiều hộ nuôi, số lượng con giống từ 30 đến 40 vạn con một năm. Tính riêng năm 2019, trừ chi phí, gia đình anh Quân thu lãi từ 500 đến 700 triệu đồng. Tại xã Hoàng Hoa Thám, hiện anh Quân đang hỗ trợ hơn 10 hộ nuôi với diện tích trên 30 mẫu. Ưu điểm của mô hình trên chính là việc các hộ có thể kết hợp thả cá để tận dụng diện tích ao nuôi. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.